Chào mừng các bạn đến với Brand Workgroup Việt Nam Channel. Với người dân Quảng Nam, cứ mỗi Tết đến, người dân nơi đây thường làm một loại bánh tổ để phục vụ Tết. Loại bánh đặc biệt này thường được phơi nắng, phơi sương nhiều ngày đêm, có thể để hàng tháng trời. Bánh tổ hay gọi là bánh niên cao là một loại bánh được người Hoa du nhập vào Hội An, tỉnh Quảng Nam. Món bánh được dùng phổ biến nhất trong dịp Tết và cũng được ăn trong Tết Đoan Ngọ. Cái tên bánh tổ niên cao mang ý nghĩa là tăng lên hàng năm, tượng trưng cho sự thăng tiến của địa vị, tiền bạc và con cái. Ăn loại bánh này vào năm mới được coi là thu hút may mắn trong thời gian này. Nguyên liệu chính của bánh là đường, bột nếp, gừng và mè trắng. Chọn nếp rất kỹ, phải chọn loại nếp hạng nhất, hạt mẩy đều, tròn bóng thì mới dẻo và thơm. Đường phải là loại đường bác nấu từ mật mía, đặc sản Quảng Nam, màu nâu đà hay đen sẫm. Gừng giã nhuyễn, gạn lấy nước, mè trắng đãi khô, phơi hai đợt nắng rồi đem rang cho đều tay, không ngã sang màu vàng. Lá chuối đem lau sạch, cắt từng tấm vừa nhỏ phải tùy ý rồi lót xung quanh khuôn. Khuôn bánh làm bằng nan tre đan thành rọ, thường thì hình vuông nhưng đôi khi cũng có hình tròn, đường kính từ 10 đến 15 cm. Đường bát thắng vừa tới, không để già quá, sau đó lọc kỹ nhằm bỏ tạp chất. Nếp xay nhuyễn thành bột, bột nếp và đường được nhào kỹ, thêm một chút nước gừng cho thơm. Đánh hỗn hợp bột đường đến độ sền sệt rồi đem đổ vào khuôn, dùng tăm tre ghim kín các mép lá để bột khỏi chảy ra ngoài. Sau đó xếp bánh vào nồi để hấp bánh, đun lửa thật to. Bánh sau khi hấp chín được vớt ra, lúc này mè được rắc lên đều trên bề mặt bánh để chừng 3-4 phút cho bánh nguội là đem đi cất. Người kỹ tính còn mang bánh đi phơi nắng cho đến khi khô cứng. Bánh tổ ngon là bánh không cứng quá hay nhão quá, khi cắt ra bột không bết vào dao. Bánh tổ Quảng Nam có thể giữ được lâu ngày mà không sợ bị ẩm mốc. Ngược lại, để càng lâu, bánh càng dẻo dai, hương vị càng đậm đà. Sau Tết chừng nửa tháng trở đi, món bánh tổ chiên được ưa chuộng bậc nhất. Bánh nở phồng, mềm nhũn, tỏa mùi béo ngậy. Một cảm giác ngọt thanh của đường, mùi thơm của nếp, béo béo của dầu, cay cay của gừng.
sự cách tinh giản dị của bột nếp, đường, gừng, mè tạo nên hương vị rất riêng của món bánh tổ xứ Quảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.